Xin chào, các bạn đang coi kênh video của Tech Zone Studio. Thì trên một dàn PC, bên cạnh cấu hình phần cứng cũng như là các thiết bị kết nối vào như là bàn phím, chuột, tai nghe, thì tùy theo nhu cầu công việc hay giải trí mà mỗi chúng ta đều có những sự lựa chọn riêng về màn hình. Trong video này mình sẽ giới thiệu các bạn một mẫu màn hình mà mình đánh giá là nó cân bằng rất là hài hòa giữa nhu cầu làm việc, các công việc liên quan đến thiết kế, chỉnh sửa ảnh, đồ họa, cũng như là mang lại những trải nghiệm giải trí rất là tốt thông qua việc chơi game hay là xem phim. Tên của nó là LG 27UK850W. Thì có điểm gì đặc biệt ở chiếc màn hình này? Các bạn hãy cùng theo dõi video này nhé. Cảm nhận đầu tiên của mình về chiếc màn hình này là nó rất là đẹp. Từ trước nhìn tới thì chúng ta thấy là phần viền của nó rất là mỏng, được sơn màu đen nên khi không sử dụng thì chúng ta có cảm giác là nó gần như là không có viền vậy. Chính vì thế mà tôi làm màn hình kích thước 27 inch, nhưng mà nó có cảm giác rất là nhỏ gọn. Cộng thêm chân đế được cong cách điệu nên nhìn tinh tế hơn, sang trọng hơn một số mẫu LG 27 inch trước đây, ví dụ như là 27 inch UD88. Và chính điều này chúng ta có thêm một vật trang trí trong phòng hay là không gian làm việc giải trí rất là tuyệt vời, kể cả khi không sử dụng. Về phần viền của màn hình này thì mình thấy nó được làm bằng nhựa giả kim loại. Thì thật sự mà nói, chất liệu nhựa này nó không ảnh hưởng quá nhiều đến độ bền của màn hình, vì chúng ta rất ít đụng đến màn hình. Ngay cả khi các bạn di chuyển màn hình này đi, dù có bị chạy xước thì cũng rất là khó thấy, tại vì như lúc nãy mình đã nói là phần viền này sơn màu đen. Về phần mặt sau của chiếc màn hình LG 27UK850W thì nó cũng được làm bằng nhựa nhưng được sơn trắng rất là đẹp mắt. Phần mặt sau này thì mình không có quá nhiều thời gian để kiểm tra nhưng mình có cảm giác nó rất là dễ bị ố vàng, xuống màu sau một thời gian sử dụng. Nhưng vì phần mặt sau này luôn hướng vào tường nên điều này cũng không làm ảnh hưởng quá nhiều đến phần thẩm mỹ của màn hình cho lắm. Mặt sau cũng là nơi tập trung tất cả các cổng kết nối của màn hình, và một điểm đặc biệt đó là nó có cổng USB Type-C hỗ trợ công nghệ sạc Power Delivery, nên cho những mẫu laptop có hỗ trợ công nghệ sạc qua cổng này thì bạn chỉ cần cắm nó vào màn hình mà không cần mang sạc theo, bớt phải mang vác hay là cắm dây lằng nhằng. Ngoài ra không thể thiếu các cổng kết nối xuất hình ảnh thông dụng khác như là HDMI, DisplayPort, cùng với đó là hai cổng USB 3.0 đóng vai trò như là USB hub kết nối các thiết bị ngoại vi. Mặc dù có tích hợp loa bên trong nhưng màn hình vẫn có một cổng cắm tai nghe và loa rời và một nguồn cho màn hình. Màn hình LG 27UK850W có thể gập về phía trước hoặc ngửa về phía sau để có góc nhìn thuận tiện hơn. Tiếp theo đó là bạn có thể xoay dọc màn hình 90 độ thoải mái và mượt mà. Và đương nhiên có thể thay đổi độ cao của màn hình nữa. Với những mẫu màn hình cao cấp thì đây gần như là những điểm bắt buộc phải có để phù hợp với nhiều người dùng, cũng như là với nhu cầu hay là phong cách sử dụng khác nhau. Một hạn chế đó là các bạn không thể xoay trái hay xoay phải, cũng như là việc xoay dọc chỉ xoay được một bên cạnh thôi. Một điểm đáng ghi nhận của chiếc màn hình này là mình thấy phần chân đế đã được làm giãn lược hơn, tinh tế hơn so với thế hệ trước, nhưng vẫn đảm bảo độ vững vàng và cứng cáp. Tất cả các khớp nối chắc chắn, thao tác tháo lắp màn hình và chân đế rất là dễ dàng và nhanh chóng. Tuy nhiên màn hình vẫn bị lung rắc trong trường hợp các bạn vô tình va đụng mạnh vào bàn để màn hình này. LG 27UK850W cũng có phụ kiện để gom các cây kết nối lại cho gọn gàng. Ban đầu khi mới nhìn vào chân đế mình cứ nghĩ là không có, vì nhìn chân đế trụ tròn nhẵn từ trên xuống. Hóa ra là phần móc này cũng là dạng tròn để ôm vào chân đế. Phía dưới mặt trước của màn hình bạn chỉ thấy duy nhất một nút bấm dạng joystick để điều khiển và tùy chỉnh tất cả các thiết lập của màn hình như là bật tắt, tinh chỉnh độ sáng, màu sắc, chuyển đổi với các chế độ hiển thị hay là điều khiển âm lượng của tai nghe. Cách bố trí menu khoa học của LG khiến việc thao tác và sử dụng nút này rất là dễ dàng. Các bạn sẽ không lo bị bấm nhầm hay phải nhớ vị trí từng nút bấm như là trên các mẫu màn hình khác. Đèn báo nguồn cũng được tích hợp thẳng vào nút joystick này để bạn có thể biết được màn hình đã tắt hẳn chưa hay đang ở chế độ chờ. Nếu các bạn đã từng sử dụng qua một số mẫu màn hình trước đây của LG như là 27UD88 hay là 24MP88HM thì có thể thấy là màu sắc của những mẫu màn hình này đều rất tốt trong tầm giá. Với 27UK850W thì LG một lần nữa muốn thể hiện đẳng cấp của mình trong việc sản xuất ra những mẫu màn hình chất lượng cao với mức giá vừa phải hợp lý. Màn hình LG 27UK850W có kích thước là 27 inch. Tỷ lệ màn hình là 16:9, tuy sử dụng không thoải mái bằng 21:9, cũng như là tần số quét chỉ dừng ở mức là 60Hz, nhưng nhờ độ phân giải rất là cao là 4K, cũng như là chi tiết hiển thị rất là tốt, nên quá trình sử dụng vẫn rất là ok. Về màu sắc thì mình thấy chiếc màn hình này đã được LG cân màu khá đẹp, độ sâu màu 8 bit, giải lập 10 bit cho khả năng hiển thị hơn 1 tỷ màu. Bằng phần mềm Spider 4 Elite thì mình đã kiểm tra được dãy màu rất là rộng, 99% sRGB, độ thương phản và chi tiết cao. Trong quá trình sử dụng hay là giải trí hàng ngày thì hiển thị màu sắc rất là hài hòa, tươi tắn, tự nhiên, không bị thiếu sót màu nào cả. Ở độ phân giải 4K, kích thước màn hình 27 inch thì 27UK850W có được bậc độ điện mạnh rất là cao, lên tới 163 ppi, cho độ nét gấp đôi các màn hình 27 inch 2K và gấp 4 lần các màn hình 27 inch Full HD. Màn hình có khả năng hiển thị hình ảnh HDR10, độ mịn của hình ảnh là miễn bàn, độ nét rất là cao, thời gian phản hồi 5ms, mang lại trải nghiệm chân thật nhất. Các bạn có thể dễ dàng làm việc đa nhiệm hai cửa sổ như hai màn hình độc lập với hai đèn tín hiệu vào cùng một lúc, tăng tính linh hoạt khi sử dụng cho công việc. Độ sáng trung bình của màn hình này cũng rất cao, là 350 nits, tối đa có thể lên tới 450 nits. Với tấm nền IPS cho góc nhìn cực rộng và tính năng anti-glare nên bạn có thể hoàn toàn sử dụng màn hình này ở môi trường có ánh sáng phức tạp như là ngoài trời. Mình đã chơi qua một số tựa game ở độ phân giải 4K thì trải nghiệm thật sự mà nói là chưa quá ấn tượng.
có lẽ là do cấu hình con laptop mình đang sử dụng chưa phải là quá khủng. Màn hình LG hỗ trợ game thù bằng các tính năng chơi game nâng cao, giúp tăng khả năng chiến thắng của người chơi. Tối ưu hóa chất lượng hiển thị nhờ kích hoạt tính năng cân bằng tối, hiển thị chi tiết hình ảnh trong những cảnh tối. Kết hợp cùng Dynamic Action Scene, đảm bảo hình ảnh trò chơi mượt mà và trôi chảy, với độ trễ tín hiệu đầu vào gần như bằng không. Còn với các bạn làm việc và thiết kế hình ảnh, chỉnh sửa, đồ họa, thì con số 70-80% dãy màu Adobe RGB có lẽ là không hề thấp chút nào bên cạnh khả năng hiển thị 1 tỷ màu. Theo mình thấy thì chiếc màn hình này LG 27UK850W phù hợp cho nhu cầu đồ họa giải trí hơn là chơi game. Đi sâu vào chi tiết hơn thì một số điểm mình nghĩ các bạn khó tính về màn hình sẽ quan tâm, đó là độ sáng hay độ chênh lệch màu ở mọi điểm trên màn hình này đều không quá chênh lệch nhau. Màu đen và màu trắng cũng được thể hiện rất tốt và sâu trên mẫu màn hình này. Dù chưa thể so sánh với màn OLED nhưng trong thế giới của màn IPS thì nó vẫn có thể coi là tốt, hoàn toàn đáp ứng được các bạn trong việc thưởng thức các bộ phim bom tấn đặc sắc nhất. Qua vài ngày trải nghiệm mẫu màn hình này LG 27UK850W thì thật sự mình không có điểm gì để chê cả vì chất lượng hiển thị của nó quá tốt. Tuy nhiên cũng bị điểm mạnh là độ phân giải 4K nên người dùng sẽ cần một hệ thống PC hay là một con laptop có cấu hình từ mức khá mạnh trở lên thì mới đủ mang lại những trải nghiệm giải trí tốt, nhất là chơi game ở độ phân giải này. Mặc dù có thể hạ độ phân giải xuống là Full HD, tuy nhiên cơ chế gom điểm ảnh của Windows chưa thực sự tốt nên chất lượng hình ảnh đôi khi không bằng những là mẫu màn hình mà mặc định là Full HD. Còn các bạn nghĩ sao về mẫu màn hình này? Hãy comment cho mình biết nhé. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hãy ủng hộ kênh Nickzone Studio bằng cách like, share, subscribe kênh video này nhé. Và mình là Hải. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.